Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 9 tháng 7 tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn do đoàn Văn Công Quân khu 7 phối hợp với nhà hát ca mối nhạc dân tộc Bông Sen tổ chức nhân kỷ niệm 37 năm ngày mất của Tổng Bí thư Lê Duẩn ngày 10 tháng 7 năm 1986, ngày 10 tháng 7 năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự chương trình. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương. Được biết, Tổng bí thư Lê Duẩn là người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng và nhân dân ta. Trong suốt cuộc đời mình, đồng chí luôn phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự thống nhất toàn vẹn non sông 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị bí thư thứ nhất và tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng, tổng bí thư Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc vì lý tưởng cao đẹp. Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Tên tuổi và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn mãi được ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc với những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chương trình nghệ thuật là dịp để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ và tri ân một nhà lãnh đạo đảng kiệt xuất giúp chúng ta thêm hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Duẩn, nhất là tình cảm của nhân dân miền Nam của quê hương Quảng Trị với đồng chí. Chương trình gồm 15 tiết mục ca mối nhạc, hài hòa giữa màu sắc âm nhạc dân tộc đậm đà chất Nam Bộ của đoàn nhà hát ca mối nhạc dân tộc Bông Sen và chất âm nhạc hiện đại của Văn Công Quân Khu 7 hài hòa giữa phong cách cổ điển, bán cổ điển của các giọng hát tham gia chương trình như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hương Giang, v.v. Với sự đầu tư kỹ càng và tâm huyết của các nghệ sĩ, chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng bí thư Lê Duẩn phần nào đáp ứng tình cảm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Hình ảnh và những ký ức về một nhà lãnh đạo gần dân, thương dân, sâu đậm nghĩa tình, luôn dạng ngời, thân thương, không thể phai mờ theo năm tháng thời gian tới chương trình nghệ thuật tưởng nhớ tổng bí thư lê duẩn sẽ tiếp tục được biểu diễn ở một số địa phương trên cả nước